Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Tin Mới. Và ngay sau đây sẽ là những thông tin mới nhất về tình hình chính trị xã hội được cập nhật liên tục trong 24 giờ qua. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Noru nâng cấp thành siêu bão. Cường độ bão Noru đã mạnh lên nhanh chóng vào sáng ngày 25 tháng 9, khiến cơ quan khí tượng Philippines nâng mức cảnh báo đối với cơn bão. Cơ quan khí tượng Philippines Pagasa cho biết bão Noru đã được xếp vào loại siêu bão vào lúc 5 giờ ngày 25 tháng 9 giờ địa phương, sau khi mạnh lên và sức gió tăng lên với tốc độ 90 km/h trong 24 giờ qua, Ecuador đưa tin. Nó được dự báo sẽ mạnh lên và đổ bộ vào đất liền với sức gió cao nhất là từ 185 đến 205 km/h, Pagasa thông tin. Vị trí tâm bão Noru, tên gọi ở Philippines là Kading, cách thành phố Infanta, tỉnh Quezon khoảng 230 km về phía đông. Bão Noru nhiều khả năng đổ bộ vào khu vực lân cận ở phía bắc tỉnh Quezon vào tối ngày 25 tháng 9. Song Pagasa cũng không loại trừ khả năng cơn bão đổ bộ vào vùng lân cận quần đảo Polillo. Cơ quan khí tượng nước này cho hay cơn bão gần đạt sức gió 185 km/h sau khi cường độ tăng bùng nổ chưa từng có. AFP đưa tin cơn bão mạnh nhất đến Philippines trong năm nay sẽ đổ bộ cách thủ đô Manila 80 km về phía đông bắc vào chiều tối ngày 25 tháng 9. Chúng tôi yêu cầu người dân trong vùng nguy hiểm tuân thủ yêu cầu sơ tán khi cần thiết, Cục trưởng Cảnh sát Quốc gia Philippines Rodolfo Azurin cho hay. Siêu bão Noru được dự báo sẽ suy yếu thành bão khi quét qua đảo Luzon trước khi đi vào Biển Đông ngày 26 tháng 9, hướng về phía Việt Nam. Cơ quan khí tượng cảnh báo về các đợt triều cường, lũ lụt và sạt lở đất trên diện rộng khi cơn bão đổ bộ gây mưa lớn. Cơn bão có thể gây hại cho đất trồng nông nghiệp cũng như các ngôi làng có nguy cơ ngập lụt. Hồi tháng 12 năm 2021, siêu bão Rai đổ bộ vào Philippines đã khiến hơn 400 người thiệt mạng, hàng trăm nghìn người mất nhà cửa. Dự báo sau khi vào Biển Đông, bão Noru mạnh trở lại. Chiều ngày 25 tháng 9, chủ trì họp triển khai công tác ứng phó với Noru, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nêu rõ tuyệt đối không chủ quan, dừng các cuộc họp không thật sự cấp bách để tập trung chỉ đạo triển khai công tác ứng phó bão lũ. Báo cáo tại cuộc họp, ông Phạm Đức Luận, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai cho biết, trước diễn biến phức tạp của bão, các địa phương từ Nghệ An đến Bình Định đã tổ chức kêu gọi kiểm đếm và hướng dẫn cho hơn 57.800 tàu thuyền với hơn 300.000 lao động. Hiện còn trên 739 tàu với gần 7.500 người còn hoạt động trên khu vực Bắc và giữa Biển Đông. Đáng lưu ý, trong 24 giờ tới, hệ thống giám sát tàu cá cho thấy cần phải kêu gọi 127 tàu trong vùng nguy hiểm. Các địa phương cần đặc biệt lưu ý thông tin cho các tàu tránh trú kịp thời, tránh tình trạng bão có thể đuổi kịp khi các tàu vẫn đang di chuyển trên biển. Ông Luận khuyến cáo khi cơn bão có tốc độ di chuyển nhanh đến 25 km/h. Đến trưa ngày 25 tháng 9, các tỉnh từ Quảng Bình đến Bình Thuận rà soát phương án sơ tán dân với tổng số gần 214.000 hộ, tương đương trên 868.000 người. Trong đó, các địa phương trọng tâm dự kiến bão đổ bộ từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi, sẵn sàng phương án sơ tán trên 93.000 hộ với khoảng 369.000 người, tùy theo diễn biến của bão. Bão Noru mạnh, tương tự bão Sansene năm 2006. Thông tin tại cuộc họp, ông Trần Hồng Thái, Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn, nhận định bão Noru đang hoạt động ở vùng biển Philippines với sức gió mạnh cấp 15, giật trên cấp 17. Hiện các dự báo quốc tế có sự thống nhất về quỹ đạo nhưng khác biệt về cường độ của bão sau khi vào Biển Đông. Dù vậy, các mô hình dự báo thống nhất thời gian các khu vực trên chịu ảnh hưởng của bão vào khoảng chiều tối và đêm ngày 27 tháng 9. Trước mắt, chúng tôi nhận định bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây khoảng đêm ngày 25 tháng 9, hình thái này vào Biển Đông và từ chiều đến đêm ngày 27 tháng 9, bão ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta, ông Thái nói. Về cường độ, cơ quan khí tượng nhận định trước khi đổ bộ Philippines, bão đạt sức gió mạnh nhất cấp 16, giật trên cấp 17 và ở cấp siêu bão. Sau khi vào đất liền Philippines, bão giảm 1 đến 3 cấp do ma sát với địa hình. Dù vậy, sau khi vào Biển Đông, hình thái này được dự báo mạnh trở lại và mạnh nhất ở thời điểm đi qua vùng biển phía nam của đảo Hoàng Sa. Lúc này, sức gió mạnh nhất tới cấp 13-14, giật cấp 16. Khi vào vùng biển gần bờ, cường độ bão duy trì sức gió mạnh cấp 13 và có thể ảnh hưởng đến đất liền ở khoảng cấp 12-13, giật trên cấp 14. Ông Thái thông tin và cho biết, dự báo cho thấy đây là một trong những cơn bão mạnh nhất trong vòng 20 năm trở lại đây, ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ.
So sánh trong quá khứ, chuyên gia nhận định bão Noru có sức ảnh hưởng mạnh tương tự cơn bão Sansene vào tháng 9 năm 2006, bão Ketana vào tháng 10 năm 2009 và bão Molave vào tháng 10 năm 2020. Trước mắt, các mô hình dự báo cho thấy bão khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến 4 địa phương là Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định với mức độ rủi ro thiên tai đến cấp 4. Ngoài ra, 4 địa phương có thể ảnh hưởng gián tiếp là Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Phú Yên và Kon Tum với mức độ rủi ro thiên tai cấp 3. Chuyên gia cho biết khu vực ven biển từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi được cảnh báo nguy cơ nước dâng từ 0,8 đến 1,2 mét. Kịch bản cực đoan, nước có thể dâng tới 1,4 đến 1,8 mét. Người dân đề phòng nguy cơ ngập tại vùng trũng, thấp tại ven biển và cửa sông các địa phương trên. Sẵn sàng ứng phó. Phát biểu tại cuộc họp, ông Phan Quý Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thừa Thiên Huế, hiện toàn tỉnh chỉ còn 6 tàu thuyền với 52 lao động hoạt động trên biển. Sáng mai ngày 26 tháng 9, số tàu này về nơi trú tránh an toàn. Các hồ trên địa bàn được đưa về mực nước thấp để sẵn sàng đón lũ. Các địa phương đã tích cực chuẩn bị 4 tại chỗ, nhất là lương thực, kêu gọi lồng bè thủy sản di rời đến nơi an toàn. Theo ông Hồ Quang Biểu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam, khu vực vùng núi cao đã đảm bảo dự trữ lương thực đủ dùng trong một tháng trong tình huống bị chia cắt. Đầu giờ chiều ngày 25 tháng 9, tỉnh đã hướng dẫn tất cả du khách di chuyển đến nơi an toàn. Ông Trần Phước Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho biết, tỉnh có 142 điểm có nguy cơ sạt lở cao với 8.400 hộ dân. Số hộ dân này đã được di dời. Theo lãnh đạo tỉnh Bình Định, tỉnh đã phối hợp với Cục Đảm bảo Hàng hải hướng dẫn tàu di chuyển đến Phú Yên để tránh trú bão chứ không neo đậu ở cảng Quy Nhơn như trước đây. Sáng mai, 100% tàu thuyền di chuyển đến nơi an toàn. Lãnh đạo các địa phương cho biết kiên quyết không để người dân ở lại lồng bè thủy sản khi có bão. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đề xuất thành lập Ban Chỉ đạo tiền phương khi cấp độ rủi ro được xác định là cấp độ 4 và các địa phương cần kích hoạt kịch bản theo quy định. Thứ trưởng Hiệp cũng lưu ý phải sơ tán dân bởi với bão mạnh cấp 13 khi vào bờ, hầu hết nhà cấp 4 sẽ bị tốc mái hoặc bị sập đổ. Bắt đầu từ sáng ngày 26 tháng 9, không cho tàu thuyền ra khơi. Cần xem xét cả việc cấm đường bởi mưa lớn sẽ gây ra ngập lụt trong khu vực. Với cơn bão cường độ lớn thế này, các biển quảng cáo mái tôn sẽ bị cuốn bay, nguy hiểm rất lớn. Các địa phương căn cứ trên điều kiện cụ thể để cho học sinh nghỉ học, tuyệt đối không chủ quan. Đánh giá cao sự nỗ lực chủ động ứng phó của các địa phương, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nhấn mạnh đây là cơn bão rất mạnh, di chuyển nhanh, có thể giật tới cấp 17. Kinh nghiệm cho thấy những cơn bão với cường độ lớn từ cấp 13 trở lên ảnh hưởng rất lớn, gây nguy cơ thiệt hại tài sản và tính mạng của người dân. Do đó, tinh thần là cần ứng phó sớm với cơn bão sắp tới, Phó Thủ tướng nói và dẫn số liệu năm 2017. Hai cơn bão mạnh cấp 12 đã khiến 106 người chết và mất tích, thiệt hại nhiều tài sản. Như các đồng chí phân tích, bão đến cấp 13 là nhà cấp 4 bị tốc mãi. Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, nhất là các địa phương, cấp cơ sở gần dân nhất, tổ chức triển khai khẩn trương các biện pháp phòng chống bão, tuyệt đối không được chủ quan, mất cảnh giác. Cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành công điện ứng phó bão Noru với 10 nhiệm vụ cụ thể. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu bám sát công điện để tổ chức thực hiện hiệu quả. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, công tác dự báo là cực kỳ quan trọng, phải tổ chức theo dõi, giám sát chặt chẽ, dự báo chính xác nhất và cung cấp thông tin kịp thời đến các cơ quan liên quan và người dân để phục vụ công tác chỉ đạo ứng phó với bão. Càng chính xác, kịp thời càng tốt. Lãnh đạo các địa phương dừng các cuộc họp không thật sự cấp bách để tập trung chỉ đạo triển khai công tác ứng phó với bão lũ, thành lập ngay các đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của các bộ ngành trực tiếp đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó bão tại các địa phương trọng điểm. Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn phối hợp với các bộ ngành liên quan tham mưu báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc thành lập Ban Chỉ huy tiền phương. Các địa phương khẩn trương phối hợp với Bộ đội Biên phòng, ngành thủy sản, ngành giao thông vận tải rà soát, nắm rõ tất cả các phương tiện tàu thuyền còn hoạt động trên biển để kịp thời thông tin, hướng dẫn phương tiện tàu thuyền di chuyển về nơi tránh trú hoặc thoát khỏi khu vực nguy hiểm đảm bảo an toàn. Trong đó cần lưu ý cả các tàu cá, tàu vận tải, tàu thuyền ven bờ để đề phòng bão đổi hướng khi di chuyển dọc ven bờ, rút kinh nghiệm các trận bão trước đây khi tàu vận tải cỡ lớn gặp nạn tại khu vực Quảng Bình, cảng Quy Nhơn. Phó Thủ tướng lưu ý đảm bảo an toàn đê điều, hồ đập, nhà cửa, công trình kết cấu hạ tầng an toàn cho hoạt động sản xuất. Các địa phương cần thành lập các ban chỉ đạo, đoàn công tác
từ tỉnh, thành phố đến các quận, huyện, xã, triển khai công tác ứng phó với phương châm 4 tại chỗ, chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất, rà soát lại dự trữ, nhất là lương thực thực phẩm, tránh tình trạng khi bị chia cắt nhưng không có lực lượng cứu hộ kịp thời để người dân bị đói. Vừa rồi là những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Quý vị và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông để nhận thông tin mới nhất về video của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của chương trình.